Ngày 8 tháng 12, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, xác nhận đơn vị này vừa lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của bệnh nhân tên DQN, 19 tuổi, trú tại thôn Liêm Hóa 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Kết quả của mẫu xét nghiệm này là dương tính. Đây là ca tái dương tính vì trước đó bệnh nhân này đã từng mắc SARS-CoV-2 nhưng đã được điều trị khỏi và cho ra viện cũng theo ông cường đã có nhiều người tiếp xúc gần với anh N sau khi được ra viện, trong đó có ít nhất 25 người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Bình. Hiện cơ quan chức năng đã đưa bệnh nhân nhập viện điều trị. Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly tập trung và xét nghiệm. Được biết, bệnh nhân này nhập cảnh từ Romania về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 8 tháng 11 và được cách ly tập trung. Ngay khi mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Giả Chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và được đánh số 1.291. Trong thời gian điều trị, bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần và có kết quả âm tính và được ra viện ngày 3 tháng 12. Sau khi ra viện, bệnh nhân đi xe an bình đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Bình, ngày 7 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả cho tái dương tính.